tiếp tục vào việc này chị. Anh chị nào cần nhà đón Tết nha, xem căn này đi để vào việc được anh chị nhá. Nói chuyện thoải mái, có nhà đón Tết anh chị nhá. 85m², ngang 5, dài 17. Một cái khu dân cư đồng bộ như thế này, toàn nhà lầu quý chị thấy không? Về không? Điểm cộng này, đối diện công viên. Căn nhà của mình sẽ đối diện với công viên đây, cây xanh, thoáng mát quý chị thấy không? Nó thoáng quý chị nhá. Có nghĩa là nhà sẽ đối diện sang công viên. Đó. Rất đẹp quý chị. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần vòng xoay An Phú, gần khu công nghiệp V-Sức 1, nằm trên trục đường DT743. Đó, toàn vị trí đẹp anh chị nhá. Đây là trung tâm thành phố Thuận An, phường An Phú là trung tâm rồi, cực kỳ đẹp luôn anh chị. Căn này có 3 phòng ngủ, ở trong 3 cái phòng ngủ đó đều có nhà vệ sinh ở bên trong anh chị nhá. Bây giờ mời anh chị mình vào bên trong xem chi tiết. Ngang năm giống em nói với anh chị nhá. À, bật mí cho anh chị mình luôn. 3,9 tỏi anh chị nhá. Nói chuyện thoải mái. Cái vấn đề ở đây là miễn là anh chị mình xem xong cái video này anh chị có thích hay không thôi. À, với một cái thiết kế không gian mở từ cái khu vực phòng khách đây đi thẳng vào đây sẽ là nhà ăn nối dài. Nhà này tông màu chủ đạo là màu trắng quý chị nhá. Và đây khu vực bếp của mình này. Đó. Ở phía ngoài đó nếu mà thông suốt thì mình có thể làm văn phòng công ty đại diện, khá là hợp lý quý chị nhá. Bếp ăn thì mình đây nhá. Còn ở phía cuối đây sẽ là khu vực giếng trời và nhà vệ sinh ở phía cuối. Đấy. Ở phía trên là tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín. Mời anh chị mình lên trên tham khảo. Phòng ngủ số 1 rộng lớn quý chị nhá. Nhà vệ sinh này. Có nhà vệ sinh hẳn bên trong luôn. Rất tiện quý chị nhá. Mấy cái cửa này đều là làm bằng gỗ thịt hết quý chị. Nhà ngang 5m nên cái hành lang đi lại của mình nó rộng quý chị thấy không? Cầu thang ha, rộng nhá. Phòng ngủ số 2. Cái phòng ngủ này này, nhà vệ sinh sẽ bên đây, còn ở phía sau này sẽ có một cái sân sau. Mình xem cái sân sau trước này đi. Chỗ đây mình giặt phơi đồ hay làm gì mình làm quý chị nhá. Cái bề ngang này hơn 1m, tầm 1m6 quý chị. Nhà vệ sinh này. Đó, vậy là hai phòng ngủ đã có nhà vệ sinh. Bây giờ này, lên lầu 2 đi anh chị ha. Cái giếng trời ở cầu thang đây quý chị nhá. Đó, cái cầu thang nhà mình rộng. Cái căn này có một cái không gian rộng. Phòng ngủ này có nhà vệ sinh luôn. Phòng ngủ số 3. Đó, nhà vệ sinh bên đây. Nhà vệ sinh rộng nhá. Rộng. Phòng thờ phía trước này quý chị. Chỗ đây để mình giặt đồ ở chỗ này. Có một khu vực giặt đồ riêng luôn. Đó, phòng thờ trước này quý chị nhá. Mặt tiền công viên, đó là một cái điểm cộng. Đường trước nhà thông rộng bằng cờ trong khu dân cư. Miễn là anh chị mình thích ha, qua mình nói chuyện. Nói chuyện thoải mái luôn, nói chuyện để vào việc được anh chị nhá. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc.